Chí Minh Việt Nam mang truyền thống vinh quang con cháu là hồng. Từ đời đời con cháu tới mọi miền tổ quốc theo đàn hát ta đi giữ lấy núi sông. Bao giấc mơ hy sinh trên đường ta đi cứu nước. Kính thưa toàn thể các đồng chí, quý vị và các bạn thân mến, được sự yêu quý của các đồng chí, hôm nay đội văn nghệ cựu chiến binh khu phố Giang Điếu cũng được đến đây góp mặt và chung vui toàn thể các đồng chí và góp sức vào những chương trình tiết mục văn nghệ để chào đón các đồng chí. Thay mặt cho đội văn nghệ cựu chiến binh khu phố Giang Điếu, lời đầu tiên xin gửi tới toàn thể các đồng chí, các thủ trưởng và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất để các thủ trưởng và các đồng chí. Bài hát Tiến nước dưới quân kỳ, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, được viết vào năm 1958 khi nhạc sĩ về thăm Điện Biên Phủ. Bài hát được chọn một trong những bài hát truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Vừng lâm đã từng sáng, núi non xanh ngàn trời, tổ quốc bao la hiền hòa, tươi thắm bóng cờ vượt bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng lời ca. Xin mời các thủ trưởng các đồng chí đến với hai dòng hát Xuân Dương Văn Nghị thể hiện. Xin mời các đồng chí thưởng thức và lắng nghe. Thank you.
tại Bình Bình nha. Và các chị đội cứu chiến binh khu phố Dân Liễu thể hiện xin kính mời toàn thể các đồng chí và các thủ trưởng thưởng thức và đón xem. Thường như năm tháng ngày xưa trở về.
tăng ca. Xin mời các thủ trưởng các đồng chí thưởng thức và đón nghe.
xin mời các đồng chí và đồng chí cho một tràng pháo tay với giọng hát của anh Nguyễn Văn Giới ạ. Sư đoàn 347. Vâng, là kính thưa toàn thể các cục trưởng và các đồng chí tiếp theo chương trình giao lưu thứ hai, xin mời anh Hoàng Huấn sẽ đi gửi tới toàn thể các cục trưởng đồng chí với bài hát được mang tên Một Khúc Dân Ca Một Câu Văn Họ. Xin mời các cục trưởng. Không nhớ rồi. Các cục trưởng và toàn thể các đồng chí. Hôm qua thì chúng ta được nghe nhiều bài hát tại ca ngợi về quân đội. Sau đây tôi xin hát bài về Quan Họ. Và trong điểm Quan Họ không thể ở bên này mà đi rất nhiều miền. Cho nên tôi xin hát bài Một Khúc Dân Ca Một Câu Văn Họ. Rồi rồi rồi. Chứ còn mình Campuchia mình có. Đúng rồi, nếu biên giới mình có thôi. Anh nghe em hát điệu lý hoa cờ.
một câu quan họ. Để thay đổi không khí, sau đây xin mời toàn thể các thủ trưởng và các đồng chí đến với điệu múa tình ca Tây Bắc. Xin mời các thủ trưởng và đồng chí thưởng thức và đón xem. Thank you.
chí đến với bài hát Vai Mang Ba Lô Nhà Tây. Cuộc đời người lính giản dị, lung linh ngôi sao trên mũ, tùng bồng bồng bay xa bay xa, có thể hiện giọng hát của Xuân Dương Văn Miện Thế.
chí. Để tiếp theo chương trình văn nghệ, xin mời các đồng chí đến với bài hát Chúng tôi là người lính Bác Hồ, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Mạnh Toàn. Chúng tôi là người lính Bác Hồ, mang trên mình màu xanh đất nước, màu xanh quê hương, màu xanh yêu thương, qua sự thể hiện của Xuân Dương và Văn Miện. Xin mời các thủ trưởng và các đồng chí thưởng thức và đón nghe. Cây đàn guitar của đại hội ba, khi đàn ngân nga bay đầu đàn ca, em đi ta hào hứng. Đồng đàn mời ta cùng lên biên giới ca vun vun hài. Cây đàn chúng ta trở ra tình yêu ban đầu.
toàn thể các thủ trưởng và các đồng chí để tiếp nối chương trình văn nghệ. Văn Minh sẽ gửi tới toàn thể quý vị với bài hát được mang tên Đất nước chọn niềm vui. Xin mời toàn thể các thủ trưởng và các đồng chí thưởng thức và lắng nghe. Chính xác chưa? Hôm nay tôi là khách mời.
cảm ơn các vỗ tay của các thủ trưởng. Và tiếp theo cũng chương trình văn nghệ đã khép lại. Xin mời tất cả các ca sĩ hát cùng bài hát Hát mãi khúc quân hành. Xin mời các diễn viên cùng lên hát. Xin mời các anh các chị văn nghệ sẽ lên sân khấu để các đồng chí Nguyễn Đình Quỳnh tặng hoa. Trân trọng kính mời các đại biểu và các anh em cựu chiến binh đại đội 9 đứng dậy làm lễ chào cờ. Nguyên sư đoàn trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 347 thể theo nguyện vọng của chỉ huy và cựu chiến binh đại đội bộ binh 9 qua các thời kỳ. Hôm nay ban liên lạc cựu chiến binh đại đội bộ binh 9 tiến hành tổ chức họp mặt cựu chiến binh đại đội bộ binh 9 nhằm ôn lại lịch sử truyền thống đại đội 9 tiểu đoàn 6 trung đoàn 199 qua hai trận đánh điểm cao 620 và xây dựng trưởng thành trong chiến tranh biên giới thời kỳ tháng 2 năm 1979. Tới dự lễ kỷ niệm, ban tổ chức trân trọng và giới thiệu
đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Sơn, nguyên sư đoàn trưởng, trưởng ban liên lạc sư đoàn 347, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Đậu, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng và giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Chức, nguyên chính trị viên đại đội phó C9, đề nghị các chú đồng chí chọn đây. Về lãnh đạo địa phương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Dương, bí thư chi bộ khu phố Tân Liễu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Nguyễn Tài Tích, trưởng khu phố Tân Liễu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Tùng, trưởng ban công tác mặt trận cũng đến dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng toàn thể các cựu chiến binh đại đội bộ binh 9 qua các thời kỳ, đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và đoàn đến dự và tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu đại tá đồng chí Phạm Ngọc Sơn, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 347. Tiếp theo xin trân trọng kính mời đồng chí thượng tá Nguyễn Đình Đậu, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6. Xin trân trọng đồng chí Thành lên nhận hoa. Đồng chí Nguyễn Xuân Chức, nguyên chính trị viên đại đội 9, cùng toàn thể các cựu chiến binh ở Yên Phong lên tặng hoa. Mời đồng chí Thắng lên nhận hoa. Xin mời đồng chí Thống lên nhận hoa. Đồng chí Hoàng Công Huấn lên tặng hoa và đồng chí Thống lên, đồng chí Thắng lên nhận hoa. Đồng chí Diệu lên nhận hoa. Tiếp theo trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Tiến Khai, đội trưởng hội
1983 Quế Võ, thành phố Bắc Ninh lên tặng hoa. Xin mời đồng chí Đặng Đình Quỳnh, trưởng ban công tác mặt trận lên nhận hoa. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Dương, Bí thư chi bộ khu phố Thằng Liễu. Những năm tháng chiến đấu xây dựng trưởng thành đại đội 9 tiểu đoàn 6, trung đoàn 199, sư đoàn 307, quân khu 1. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa cựu chiến binh đại đội 9, hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi của cả nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tiến tới kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 45 năm thành lập Sư đoàn 307 và kỷ niệm 40 năm trận đánh tiến công điểm cao 620 Đại đội 9. Thể theo nguyện vọng của cựu chiến binh Đại đội 9, Ban liên lạc Đại đội 9 tổ chức họp mặt kỷ niệm trận chiến đấu trên điểm cao 620 đồi Kéo Kèn. Thay mặt Ban liên lạc Đại đội 9, tôi nhiệt liệt đón chào các đại biểu, chào đón các anh em cựu chiến binh Đại đội 9, chúc các đại biểu, chúc các anh em cựu chiến binh Đại đội 9 mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc buổi họp mặt thành công. Thưa các đồng chí, Đại đội 9 ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành trong một thời gian dài, qua những năm tháng thăng trầm, có nhiều thế hệ chỉ huy đại đội. Chúng ta là những người của thế hệ đi sau, nắm bắt lịch sử của Đại đội 9 qua, được sự kết nối của đồng chí Ban Trường Tình, đồng chí Hoàng Khánh Dư, nguyên đại đội trưởng và đồng chí Nguyễn Xuân Chức, chính trị viên đại đội phó Đại đội 9, cùng một số đồng chí khác trong đại đội. Tôi xin tóm tắt những năm tháng chiến đấu xây dựng và trưởng thành của Đại đội 9. Kính thưa các đồng chí, tiền thân của Đại đội 9 là Đại đội 9 đoàn 78 Cao Lạc, thành lập tháng 4 năm 1978 tại thôn Nà Lò, xã Đề Thám, huyện Tràng Định. Đồng chí Trung Đại đội trưởng, đồng chí Phìn và đồng chí Ban Trường Tình Đại đội phó làm nhiệm vụ huấn luyện cho tân binh của tỉnh Cao Lạc. Tháng 10 năm 1978, quân khu thành lập trung đoàn 199, đại đội 9 chuyển về trung đoàn 199, thay đổi phiên hiệu thành đại đội 9, được biên chế vào tiểu đoàn 6 trung đoàn 199. Đồng chí Ban Triều Tình đại đội trưởng, đồng chí Chức và đồng chí Hải chính trị viên phó. Tháng 11 năm 1978, đại đội 9 chuyển về đóng quân ở thôn Đô Linh, xã Tri Phương, đồng chí Lý Ngọc Bảo về làm đại đội trưởng, đồng chí Ban Trường Tình làm đại đội phó. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân phương Bắc tiến công xâm lược trên toàn tuyến biên giới Việt Nam. Đại đội 9 triển khai theo mệnh lệnh của tiểu đoàn 6, trung đoàn 199. Trận đầu chiến đấu ngăn chặn quân địch trong khu vực Nà Ván, xã Tri Phương. Lúc này đồng chí Ban Trường Tình đại đội trưởng, đồng chí Hải chính trị viên, đồng chí Trọng đại đội phó chỉ huy đại đội di chuyển về khu vực Đồng Gòn triển khai chiến đấu. Trận thứ hai, cuộc chiến đấu diễn ra gần một ngày, quân địch đông gấp nhiều lần. Đại đội 9 vừa đánh vừa di chuyển bảo toàn lực lượng. Tiếp các ngày 18, 19, 20, 21 tháng 2 năm 1979, đại đội trưởng Ban Triều Tình và chính trị viên Nguyễn Xuân Chức chỉ huy đại đội chiến đấu với địch trong các khu vực từ đèo Kéo Quân
đến khu vực Nà Mè, khu vực Đồng Còn. Quân địch quá đông, đại đội 9 vừa di chuyển đội hình về phía thị trấn Thất Khê thì gặp quân địch. Đại đội 9 triển khai chiến đấu từ sáng đến khoảng gần 17 giờ chiều. Quân địch bị thiệt hại rút về khu vực thị trấn Thất Khê. Đại đội 9 bị thương vong 13 đồng chí. Chỉ huy đại đội tổ chức làm công tác thương binh liệt sĩ và di chuyển về khu vực Nam Sông Bắc Uốn trở lại. Thưa các đồng chí, cuối tháng 3 năm 1979, quân phương Bắc tuyên bố rút quân theo lệnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Trung đoàn 199 nhanh chóng chiếm lĩnh điểm cao 820, 636, 620, Khâu Xiểm, Khâu Đan đến Nà Nưa. Đại đội 9 được lên phòng ngự trên điểm cao 820. Vừa xây dựng trận địa phòng ngự, vừa làm phương án chiến đấu, đồng thời sẵn sàng đánh trả quân địch xâm nhập biên giới. Đây là thời điểm gian nan vất vả đối với những cán bộ chiến sĩ đại đội 9 chúng ta. Hàng ngày một mặt tổ chức sẵn sàng chiến đấu, một mặt phải lao động đào hầm hào xây dựng công sự, phải xuống tận tập đi đà quát những thanh bê tông lên để xây lắp công sự, đồng thời phải vào rừng lấy gỗ, tranh, tre, ngứa lá về làm trại, làm nán ở, vân vân. Thời điểm này điều kiện bảo đảm hậu cần cũng rất khó khăn, lao động và sẵn sàng chiến đấu suốt ngày đêm, ăn không no, mặc không đủ ấm, ở nhà tranh vắt đất, mùa đông gió rét buốt thấu xương, nhất là những đêm ôm súng ngồi trực chiến dưới chiến hào. Khi phòng ngự trên điểm cao 820, quân phương Bắc thường xuyên dùng pháo binh súng cối đánh phá trận địa, đồng thời bộ binh xâm nhập điểm cao. Đại đội 9 đã chiến đấu đánh lui nhiều lần quân địch xâm nhập, và cấp trên dùng pháo binh đánh các trận địa pháo cối của địch, bảo đảm cho đại đội 9 giữ vững trận địa phòng ngự trên điểm cao 820. Đến năm 1982, sư đoàn điều của đoàn 7, trung đoàn 751 lên thay thế đại đội 9 về đội hình tiểu đoàn 6, trung đoàn 199 đứng chân ở khu vực xã Tri Phương. Thưa các đồng chí, đại đội 9 chiến đấu từ ngày đầu chống quân phương Bắc xâm lược 17 tháng 2 năm 1979. Một số trận đánh mà đồng chí Ban Triều Tình, đồng chí Hoàng Khánh Dư, nguyên đại đội trưởng và đồng chí Nguyễn Xuân Chức, nguyên chính trị viên đại đội nhớ lại một số trận đánh như đã nói trên. Đầu tháng 5 năm 1984, quân phương Bắc bí mật dùng một đại đội bộ binh xâm nhập chiếm điểm cao 620, phía bắc điểm cao 820. Trung đoàn 199 giao nhiệm vụ tiểu đoàn 6 tiến công quân địch khôi phục điểm cao 620. Tiểu đoàn 6 giao nhiệm vụ đại đội 9 tiến công trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn, từ Nam 636 đánh vào bắc điểm cao 620. Đồng chí Hoàng Khánh Dư, đại đội trưởng, và đồng chí Phú, sĩ quan trường chính trị và thực tế chính trị viên đại đội. Đại đội 9 nhận lệnh đảm nhiệm tiến công trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn 4 giờ ngày 3 tháng 5 năm 1984. Đại đội cơ động vào chân tập Khóc Khao, nhận lệnh của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 nhanh chóng cơ động chiếm lĩnh trận địa sườn nam điểm cao 636. Trung đoàn hợp đồng với pháo binh sư đoàn cùng trận địa khối 82 của trung đoàn tiến hành cho pháo bắn chuẩn bị 17 phút, tập trung đánh đội hình địch trên điểm cao 620. Đại đội bộ binh 9 tổ chức hai mũi tiến công triển khai đội hình sườn nam điểm cao 636. Khi pháo binh sư đoàn và khối 82 trung đoàn chuyển hàng, đại đội 9 nhanh chóng tiến công đánh chiếm tầng hào 1, bộ phận cảnh giới của chúng bị khối 82 và khẩu đài niên của địch ở sườn phía bắc 620 bắn trúng đội hình. Đại đội 9, đại đội bị thương vong gần chục đồng chí, và hướng đại đội 11 cũng khó khăn.
lệnh của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 cho bộ đội nuôi quân đại cho đại đội nuôi quân đại đội 9 tiến hành làm công tác thương binh liệt sĩ và cơ động về khu vực đập Khâu Khao, bổ sung quân số, chấn chỉnh đội hình và làm công tác chuẩn bị sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu tiếp theo. Sau khi chấn chỉnh đội hình các đại đội và điều chỉnh chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn 199 ra lệnh tiểu đoàn 6 tiếp tục tiến công điểm trên điểm cao 620 khôi phục trận địa. Đại đội 9 vẫn đảm nhiệm tiến công hướng chủ yếu 4:30 ngày 5 tháng 5 năm 1984 đại đội cơ động và triển khai tiến công sườn nam điểm cao 636. Trên đường cơ động pháo cối địch bắn trúng đội hình bị thương vong nhiều và đơn vị không vào chiến lĩnh trận địa được. Chỉ huy đại đội tổ chức làm công tác thương binh liệt sĩ và báo cáo tình hình về tiểu đoàn cho đại đội rời khỏi trận địa khu vực bản phạt cho lành. Trung đoàn điều của đoàn 6 tổ chức tiến công 620 lần thứ 3 ngày 9 tháng 5 năm 1984 đại đội 9 để lại một tiểu đội làm nhiệm vụ tại bản phạt. Đại đội cơ động vào chiến đấu khi pháo binh súng cối sư đoàn và trung đoàn 199 cùng đại đội bộ binh 9 đánh điểm cao 620, quân địch bị thiệt hại rút khỏi điểm cao 620. Tiểu đoàn trưởng lệnh đại đội 9 nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa điểm cao 620, tiến hành xây dựng công sự trận địa và tổ chức phòng ngự. Trải qua các trận đánh vào các thời kỳ ngày 17, 18, 19, 20, 21 tháng 2 năm 1979 và tiếp sau là các trận mùng 3, mùng 5, mùng 9 tháng 5 năm 1984, đại đội 9 đã anh dũng hy sinh 5 đồng chí và bị thương hơn 20 đồng chí. Những năm từ 1985 đến sau này, đại đội 9 làm nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện chiến kỹ thuật, xây dựng đại đội theo kế hoạch của tiểu đoàn và trung đoàn 199. Đại đội 9 cũng kết thúc nhiệm vụ vào năm 1990 khi trung đoàn 199 giải thể. Kính thưa các đồng chí, đại đội 9 ra đời chiến đấu, xây dựng và trưởng thành qua nhiều thế hệ chỉ huy đại đội chiến đấu một số trận ngay từ ngày đầu tháng 2 năm 1979. Quân phương Bắc xâm lược như đã nêu trên. Thời gian qua đi, các đồng chí chỉ huy lâu ngày, việc nhớ lại chi tiết các trận chiến đấu có thể sai lệch. Đồng chí Ban Trung Tình và đồng chí Hoàng Khánh Sư, đồng chí Nguyễn Xuân Chức đã cố gắng nhớ và kể lại như một số trận đánh ngày 3, 5, 9 tháng 5 năm 1984. Tiến công điểm cao 620 như đã trình bày trên. Dù rằng hai trận đánh không đạt được theo quyết tâm chiến đấu của đại đội, nhưng các chiến sĩ chúng ta cũng đã trực tiếp tham gia chiến đấu chống quân phương Bắc xâm lược thời kỳ tháng 2 năm 1979, góp phần giữ vững biên cương quốc hóa chung và biên giới huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Những năm tháng đại đội 9 vừa chiến đấu vừa xây dựng tình quân dân một ý chí, đã cùng nhân dân xã Công Khánh, xã Chi Phương giữ vững biên cương quê hương Tràng Định. Thưa các đồng chí, những chiến công vang dội của sư đoàn 347, trung đoàn 199 là chiến công có góp phần của đại đội 9, chỉ huy sư đoàn 347, trung đoàn 199 là lãnh đạo huyện Tràng Định, lãnh đạo xã Quốc Khánh, Chi Phương cũng như bà con cô bác nơi tuyến đầu quốc ghi nhận công lao xương máu của đại đội 9. Dù rằng tháng qua đi, song hình ảnh người chiến sĩ đại đội 9 chúng ta còn đậm lại trong tâm trí các thế hệ lãnh đạo địa phương
năm qua, mỗi khi trở lại thăm chiến trường xưa, chúng ta nhận được tình cảm thân thương của bà con cô bác dành cho người lính đại đội 9. Phải chăng đó là kết tinh của tình nghĩa quân dân một ý chí mà nhiều năm chúng ta cùng bà con vun đắp? Thưa các đồng chí, tôi xin tóm tắt lịch sử của đại đội 9 qua những năm tháng chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Do năm tháng qua đi đã lâu, các đồng chí chỉ huy đại đội nhớ lại có thể có sai lầm hoặc còn thiếu. Mong các đồng chí đại biểu, mong các anh em cựu chiến binh đại đội 9 thông cảm. Cuối cùng, xin kính chúc các đại biểu, chúc anh em cựu chiến binh đại đội 9 mạnh khỏe, hạnh phúc, hạnh đạt. Xin cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Khánh Dư, đại đội trưởng đại đội 9 tiểu đoàn 6 cũng đến dự đại biểu ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Ngọc Sơn, nguyên sư đoàn trưởng, trưởng ban liên lạc sư đoàn 347 phát biểu và nói chuyện về đại thắng mùa xuân năm 1975. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các đồng chí đại biểu địa phương, thưa các đồng chí đại biểu, thưa các đồng chí cựu chiến binh đại đội 49 tiểu đoàn 6 trung đoàn 199, nhân dịp kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ và tiến tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là kỷ niệm 40 năm trận đánh của đại đội 49 trung đoàn 199. Thay mặt ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 347, với tình cảm của mình, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 347, tôi chúc các đồng chí đại biểu, chúc anh em cựu chiến binh đại đội 9 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa các đồng chí, 40 năm qua đi một thời gian khá dài, trong tâm thức của các đồng chí cựu chiến binh đại đội 49 có một âm thầm ấp ủ một ngày nhớ ngày ngày ấy, cái ngày mà những cựu chiến binh của đại đội 49, các đồng chí vừa rời khỏi quê hương cây đa diễn nước sân đình, chân ước chân giáo đặt chân đến miền biên giới lạ thù, lạ thù. Các đồng chí là phải xông vào, cầm súng, xông vào hai trận chiến đấu trên điểm cao 6-2. Đây là một kỷ niệm sâu sắc trong đời binh nghiệp của những chiến binh đại đội 49. Trận đánh của các đồng chí tuy chưa đạt được theo yêu cầu quyết tâm chiến đấu mà chỉ huy tiểu đoàn 6 giao cho, nhưng rõ ràng là các đồng chí đã trực tiếp cầm súng chống quân phương Bắc xâm lược. Đây là một thử thách đầu đời của cuộc đời chinh chiến của các đồng chí giữa cái sống và cái chết. Các đồng chí có thể tự hào về những năm tháng sống chiến đấu và xây dựng đại đội 9 tiểu đoàn 6 trung đoàn 99 trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc thời kỳ tháng 2 1979. Trận đánh điểm cao 6-20 của đại đội 9 của các đồng chí đã góp phần giữ vững khu vực phòng thủ của sư đoàn 347 trên địa bàn huyện Tràng Định và Văn Lãng. Đây là khu vực phòng thủ mà quân khu giao cho. Chỉ huy sư đoàn cũng như lãnh đạo huyện Tràng Định cũng như lãnh đạo các xã Quốc Khánh, Tri Phương, Đội Cấn và bà con cô bác của huyện Tràng Định ghi nhận thành quả của đại đội 9 trong cuộc chiến đấu chống quân phương Bắc xâm lược. Mong rằng ký ức một thời của chiến binh đại đội 9 về hai trận đánh điểm cao 6-20 cũng như một thời anh em đã sống chiến đấu xây dựng đại đội 9, điều đó mãi mãi là điểm tựa tinh thần, là thước đo, là giá đỡ
trong cuộc sống của các đồng chí hôm nay và mai sau. Cuối cùng, chúc các đồng chí đại biểu, chúc cựu chiến binh bộ binh là đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi mãi là niềm tự hào của đồng đội và con cháu mai sau. Thưa các đồng chí, theo đề nghị của ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 9, sắp tới kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước và ngày 7 tháng 5 giải phóng Điện Biên, hai chiến dịch đó là kết thúc của hai thời kỳ khác nhau. Nhân dịp này, tôi xin thông tin đến các đồng chí cựu chiến binh đại đội 9 và các đại biểu một số nét cơ bản về chiến dịch mùa xuân năm 1975 và chiến dịch giải phóng Điện Biên. Tôi chỉ nêu những nét cơ bản, chứ còn nói cái này thì nếu như tôi nói hai cái chiến dịch này thì ít nhất là phải mất khoảng trên hai tiếng. Thưa các đồng chí biết rằng cứ đến ngày 30 tháng 4 hàng năm ở Việt Nam ta tưng mừng cờ hoa long trọng kỷ niệm chiến thắng vĩ đại của dân tộc, thì ở bên kia Thái Bình Dương, đất nước hợp chủng Hoa Kỳ nước Mỹ đó, những người mẹ, người vợ quá buồn và những đứa con hồi cút nước mắt lưng tròng đến bên tượng đài tự do Victoria đặt một bó hoa và lần sờ tên người thân trên từng tấm bia đá lạnh lẽo, như họ muốn tìm lại linh hồn của những người lính Mỹ chết trận tại chiến trường Việt Nam của chúng ta. Cuộc tổng tiến công ở tại mùa xuân năm 1975 không dài. Các đồng chí biết rằng cái sự gần như trùng hợp giải phóng Điện Biên là 56 ngày đêm quét núi mưa dầm tương bắc, thì ở trên chiến dịch mùa xuân năm 1975 với 55 ngày đêm, tức là trên trong một ngày, trên trong một ngày với 55 ngày đêm, bằng sức mạnh áp đảo về quân sự chính trị, quân và dân ta đã tiêu diệt, làm tan rã và bắt sống trên 1 triệu quân địch, đập tan bộ máy chính quyền Sài Gòn, buộc Dương Văn Minh, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và phải ra lệnh giải tán chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, đồng thời phải kêu gọi quân lính hạ vũ khí đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện. Thưa các đồng chí, trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, tôi tham gia chiến đấu từ chiến dịch Huế, Thừa Thiên Huế, giải phóng Huế xong tiếp tục chiến đấu để giải phóng Đà Nẵng, và sau khi giải phóng xong thần tốc theo đường số 1 vào để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Và các đồng chí biết rằng chiến dịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao của chiến dịch mùa xuân năm 1975. Thắng lợi đại thắng mùa xuân năm 1975, đây là bước ngoặt vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, xóa bỏ ách thống trị đế quốc Mỹ và hệ thống tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, và chúng ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của quy mô lớn nhất, dài nhất từ sau đại trận chiến thế giới lần thứ hai. Cuộc chiến tranh mà các đồng chí biết rằng đế quốc Mỹ đã phải chi của đó 352 tỷ đô la và đã phải huy động tới 80 vạn binh lính Mỹ với 72.000 quân các nước chư hầu và đồng minh của Mỹ vào tham chiến. Và quân Mỹ đã ném xuống đất nước Việt Nam của chúng ta tới 7.850.000 tấn bom đạn
và giải chất độc hóa học hủy diệt xuống chiến trường Việt Nam của chúng ta. Rõ ràng rằng sức mạnh thần kỳ của cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, chúng ta đã thực hiện được di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhà, tiến lên chiến sĩ đồng bào Bắc Nam xuôi ngọt, xuôi là vui hơn. Chiến thắng 30 tháng 4 năm 75 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đây là một biểu tiệu về ý chí quyết tâm và sự hoàn hảo về chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng và Bác Hồ. Hơn 1/3 thế kỷ qua, điều kiện đó giúp cho chúng ta có một góc nhìn đầy đủ hơn về tầm vóc vĩ đại, sức mạnh tổng hợp làm nên chiến thắng của chiến dịch mùa xuân năm 1975. Và thắng lợi đó là từ các nhân tố của dân tộc Việt Nam, đó là nhân tố truyền thống của 4.000 năm chống giặc ngoại xâm, nhân tố của sức mạnh của chiến tranh nhân dân, nhân tố về lòng dũng cảm và ý chí quật cường của cả dân tộc Việt Nam, nhân tố về sự chỉ đạo chiến lược sắc sảo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, nhân tố của sức mạnh thời đại, đó là những nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp làm nên tầm vóc vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm 1975. Đó là thành quả của sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, một trong những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là thiên anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân thời đại Hồ Chí Minh, đánh thắng đế quốc đầu sỏ nhất, hung hãn nhất và tàn ác nhất thế giới. Thưa các đồng chí, dân tộc Việt Nam của chúng ta trải qua hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm, cứ nước cha trước nước con sau, thông qua mạch nguồn truyền thống của ông cha để lại. Chúng ta rất mừng là thế hệ học sinh ngày nay đã tìm thấy điểm tựa niềm tin từ những lớp người đi trước là chúng ta. Một sự rất logic của lịch sử từ mũi tên đồng Thành Cổ Loa rồi đến cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 và đến 12 ngày đêm Điện Biên Phủ tiến công, rồi kết thúc là chiến dịch mùa xuân năm 1975. Đó là cùng chung mục đích đánh giặc cứu nước cứu nhà, để Việt Nam của chúng ta trở thành lương tri thời đại và Việt Nam chúng ta là phẩm cha con người. Chiến thắng 30 tháng 4 với cách nhìn của người chiến thắng, đánh giá đúng quan điểm và tôn trọng lịch sử một cách khách quan, đúng sự thật, không thêu nhầy, không bóp méo sự thật. Chúng ta biết rằng ngày nay không ít những người hiểu không đầy đủ, hiểu không đúng với quá khứ lịch sử về khách quan, thậm chí họ còn bóp méo và xuyên tạc quá khứ lịch sử của chúng ta. Chúng ta biết rằng bốn loại người: người cơ hội thì họ lợi dụng quá khứ, người lầm lỡ thì họ lại muốn quên đi quá khứ, kẻ bại trận thì họ lại hận thù quá khứ, còn người vô ơn thì họ lại quay lưng lại với quá khứ. Còn với chúng ta là những cựu chiến binh, chúng ta đã có công sức tham gia chiến đấu thời kỳ tháng 2 năm 19 trong quân khu Bắc Sơn Lục. Chúng ta nên hiểu đúng quá khứ lịch sử của dân tộc Việt Nam, đó là lương tâm, là trách nhiệm của người Việt Nam. Bởi vì chúng ta đã từng đổ xương máu. Thực tế cuộc sống hôm nay, chúng ta đã và đang dựa lưng vào lịch sử, viền tay vào quá khứ mới có được sự tỉnh táo giữa những đổi thay biến động giữa đời thường như ngày nay.
sắc rằng quá khứ vẻ vang của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại mãi mãi là biểu tượng tinh thần, là giá đỡ và thước đo để đất nước Việt Nam của chúng ta hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Khi mà tôi đi ở trong sở tiền phương của thờ tiền phương của quân đoàn 2 thì tôi vào sau cái binh đoàn đằng sau của khoảng trận đồng trên dưới một giờ, tôi vào trên lòng lòng. Khi vào trên lòng lòng thì đồng chí Nguyễn Hữu An giao cho tôi cái nhiệm vụ là nên dùng vệ binh của ta thay cho anh em trung đoàn 66-34 đang gác một các cái bình thể hoặc ở trên tầng 2. Đồng chí bảo rằng tôi dùng vệ binh thay vào đó và tôi là người trực tiếp ngồi ở đó chỉ huy vệ binh để canh giữ toàn bộ đồ đạc chính quyền Sài Gòn trưa 30/4 cho đến 23 giờ đêm thì mới bàn giao cho quân đoàn 4. Các đồng chí bên đồ đạc đồ đạc tức là những cái lực toàn bộ giống như ta là các bộ có đồng ở đấy cả, tất cả những cái như vậy. Và làm chứng thư các đồng chí là khi mà tôi canh giữ ở đấy thì tôi có một cái việc và đồng chí Nguyễn Hữu An bảo tôi là cho Dương Văn Minh tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đến gặp vợ con trong vòng 15 phút và anh nói rõ với mẹ ông ta rằng ông ta phải trấn an gia đình. À, lúc này toàn thể gia đình cũng như đội cát đã rơi vào tay quân giải phóng rồi thì bảo đảm tuyệt đối an toàn, không lo sợ gì cả. Thì tôi đến trước cái chỗ ông đi ngồi, tức là ngồi xung quanh cái như thế này, cả một cái phòng họp như thế này. Thì tôi đến tôi nói với ông Minh như thế thì ông ta có vẻ ra tỏ ra nghi ngờ. Ông ta quay sang ông ta nhìn về ông Nguyễn Văn Huyền phó tổng thống và ông quay sang một bên, ông ta nhìn ông Vũ Văn Mẫu chủ tướng. Tôi biết ý, tôi nói là được phép của quân giải phóng ông đến gặp gia đình không có vấn đề gì đâu. Thế thì ông ta đứng dậy và đặt tay vào ông ta cảm ơn. Tôi đưa ông đến gặp vợ con gia đình trong đúng 15 phút thì ông ta cũng có cảm ơn ông đưa về vị trí. Thì có một cái việc như thế thì tôi biết là thế này. Thế và tài thắng Mùa Xuân cho đến nay thì chúng ta có thể là năm 49 năm. Hiện nay thì đất nước ta đang chuẩn bị để mà kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, và đất nước cũng đang chuẩn bị để sang năm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước. Và dĩ nhiên ngày 50 năm thì chắc là chúng ta cũng tốt hơn. Thế còn các đồng chí biết rằng là chiến dịch Điện Biên Phủ thì các đồng chí biết sơ qua mấy cái ý như thế này. Các đồng chí biết rằng Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn nằm về phía tây. Theo đánh giá của tướng Nava cũng rất sao tổng tư lệnh quân viên tư pháp ở chiến trường Đông Dương thì Điện Biên Phủ có giá trị chiến lược đặc biệt quan trọng không chỉ với chiến trường Đông Dương mà còn có giá trị tất cả khu vực Đông Nam Á. Và nếu đánh chiếm được Điện Biên Phủ coi như chìa khóa để bảo vệ Trường Làng, từ đó cho nên quân địch ngày 20 tháng 1 năm 1953 dùng máy bay đưa cho xuống đẩy xuống thung lũng Điện Biên 6 tiểu đoàn, sau đó tiếp tục đưa lên tiếp thức và thành lập tức một tập đoàn cứ điểm với 49 cứ điểm.
đầu sang chỉ là đại tá thôi, nhưng trong quá trình chiến đấu thì khi mà Điện Biên Phủ Long Quy được các được thăng quân hàm thiếu tướng, và có một điều rất là hay là nói thế này, khi được thăng quân hàm thiếu tướng thì họ đưa quân hàm và sân banh nhiều bánh được ăn cho để mà thả xuống Điện Biên, thả xuống cho tướng được ăn. Nhưng mà rất không may cái dù đó lại rơi vào trận địa của ta và quân ta nhận được cả. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ các anh chỉ thấy khó khăn nhất của chúng ta là cái gì? Khó khăn nhất là vấn đề bảo đảm. Nếu tính theo nhu cầu bảo đảm cho chiến dịch thì phải có 1.600 tấn gạo, 1.600 tấn gạo thì mới bảo đảm được, mới bảo đảm được chiến dịch. Thế nhưng mà rồi là chắc chúng ta rất khó khăn. Theo ước tính của sĩ quan Pháp, sĩ quan hậu cần của Pháp, nó nói rằng một tu ri ở Việt Nam mang trên vai được 22 tấn gạo. Khi mang trên vai 22 cân gạo quá trình hành quân lên, khi đến Điện Biên Phủ thì đã ăn hết 18 cân rồi. Như vậy chỉ còn có 4 cân, 4 cân rồi còn không. Như thế thì khả năng của quân đội nhân dân Việt Nam không thể đánh lâu dài được vì không có lương thực. Nhưng chúng không thể ngờ rằng đảng và quân đội nhân dân Việt Nam nó vận động hậu cần Việt Nam bảo đảm cho tiền tuyến rất to lớn, cầu hiệu của nó là tất cả cho tiền tuyến, và đã huy động tới 261.451 dân công hỏa tuyến và nhân viên xung phong, huy động 680 xe ô tô vận tải, huy động 11.800 thuyền bè. Và đáng chú ý cho thì thấy hiện nay đang tuyên truyền đấy, đáng chú ý là huy động 21.000 xe đạp thổ, 21.000 xe đạp thổ và 500 con người thổ. Và chiến dịch đã vận chuyển ngày đêm lên đến Điện Biên Phủ bảo đảm cho chiến dịch là 1.450.000 tấn hàng vũ khí khí tài trang bị lương thực. Cho nên từ cái đó, cho nên chiến dịch, cái chiến dịch của họ ra qua đợt tiến công, đợt một là tiến công vùng phía Bắc là đội độc lập, Kim Lan và Kéo, đợt hai đánh vào dịch không đúng đồng danh, và chiến dịch thứ ba là tổng công kích bị quân ta siết chặt phòng vây, không có lối thoát, chỉ có thể mở đường bóng mà chạy. Tức là chúng ta đào trên 100 km hào chiến hào, đất chuỗi dần sát vào trung tâm một thành. Chiến công điểm cao 620 trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Xin trân trọng và giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Dương, Bí thư chi bộ khu phố Giang Liễu lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng mời đồng chí. Xin thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, tôi rất vui mừng phấn khởi được ban liên lạc mời về dự buổi gặp mặt năm 2024 của các đồng chí cựu chiến binh đại đội 9 tiểu đoàn 6 trung đoàn 199 sư 347 quân khu 1. Lời đầu tiên thay mặt ban lãnh đạo địa phương xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí cựu chiến binh đại đội 9 luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi gặp mặt thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể buổi gặp mặt, vừa qua các đồng chí đã được nghe đồng chí Tỉnh Quỳnh thay mặt cho cựu chiến binh đại đội 9 đã từng bước ôn lại cái sơ lược, cái lịch sử hình thành, chiến đấu, xây dựng của đại đội 9
và được nghe đồng chí đại tá sơ lược về cái chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 và chiến thắng lịch sử lừng lẫy Điện Biên Phủ, lừng lẫy Lâm Châu, chấn động địa cầu. Và chúng tôi cùng các đại biểu khách mời rất là cảm kích trước những cái hoàn cảnh thành lập, chiến đấu và trưởng thành của các đồng chí. Đó là ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh lổ những phát súng đầu tiên chính thức công khai xâm lược nước ta với chiến thuật quyền người. Nhưng các đồng chí đại đội 9 đã tuân lệnh cấp trên với tâm nguyện tổ quốc trên hết, và các đồng chí đã mưu trí gan dạ chống lại sự ồ ạt của kẻ địch. Với sự dũng cảm, các đồng chí đã bị thương vong một số đồng chí. Kính thưa các đồng chí, hôm nay đây các đồng chí đã cùng nhau ôn lại những gì mà các đồng chí đã phải chịu đựng. Đó là những điều kiện khó khăn, cực khổ, cơm ăn không đủ lo, áo ấm không đủ mặc. Thế mà suốt ngày đêm vẫn phải thường xuyên đào hạt, vừa đào hào vừa sẵn sàng chiến đấu để ngăn chặn sự xâm lấn của kẻ địch. Thưa các đồng chí, đến sự với buổi gặp mặt ngày hôm nay, tôi chắc chắn rằng ai thuộc bài hát Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, trong đó có đoạn viết: quân xâm lược bành trướng dã man đã giày xéo mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương. Đất nước của ngàn chiến công vẫn sục sôi khí thế hào hùng. Vâng, nước ta. Vâng, máu đã đổ trên khắp dải biên cương, trong đó cũng có một phần mồ hôi, nước mắt, máu thịt của các chiến sĩ đại đội 9. Sự sục sôi hào hùng trong đó cũng có khí thế đóng góp của các đồng chí chiến sĩ đại đội 9. Sự đóng góp của các đồng chí cũng đã là một phần đóng góp của chiến thắng lừng lẫy của dân tộc ta. Đất nước ta, dân tộc ta đã ghi nhận những sự đóng góp của các đồng chí. Thưa các đồng chí, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người một quê, các đồng chí trở về xây dựng gia đình, quê hương, đất nước. Ngày nay, đất nước đã hòa bình và đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại. Ban lãnh đạo khu phố Giang Liễu nói riêng và ban lãnh đạo địa phương của các đồng chí đang sinh sống và làm việc nói chung, chúng tôi đều mong muốn rằng các đồng chí hãy phát huy bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, tùy theo sự hiểu biết, năng lực, điều kiện của mình, các đồng chí hãy cùng ban lãnh đạo và nhân dân các địa phương chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, xanh, sạch đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, trên đây là một số ý kiến của tôi. Trước khi dừng lời, một lần nữa kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí cựu chiến binh đại đội 9 về dự buổi gặp mặt luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Chúc buổi gặp mặt của các đồng chí cựu chiến binh đại đội 9 thật đầy ý nghĩa. Tình đồng đội, tình đồng chí của các đồng chí không bao giờ nhạt phai. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Dương, Bí thư chi bộ khu phố, đã có lời phát biểu rất quý với chúng ta buổi chiều sáng ngày hôm nay. Tiếp theo, trân trọng kính mời anh em cựu chiến binh đại đội 9 có được lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Vâng, chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Đậu, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí đại tá Phạm Sơn, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 37, nguyên phó tham mưu trưởng bộ tư lệnh quân khu 1, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 37. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí hội viên cựu chiến binh đại đội 9 tiểu đoàn 6 trung đoàn 199. Tôi công tác ở trung đoàn 199 với thời gian từ tháng 2 năm 1979 đến tháng 10 năm 1990, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 từ ngày 4 tháng 5
năm 1984 đến tháng 10 năm 1986. Rất vinh dự cho tôi được về dự buổi lễ kỷ niệm 40 năm trận đánh tiến công điểm cao 60 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ngày 13 tháng 5 năm 1984, ngày 13 tháng 5 năm 2024. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí cựu chiến binh đại đội 9 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa các đồng chí, trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của đại đội 9, thời kỳ năm 1978 năm 1990 đã có nhiều thành tích đáng khích lệ, được thể hiện rõ ở hai giai đoạn: thời kỳ vào tháng 2 năm 1979 và thời kỳ tháng 4 tháng 5 năm 1984. Đó là ngày 18, 19 tháng 2 năm 1979, đại đội 9 trực tiếp chiến đấu ở khu vực đèo Cao Quân, bản Nà Ván, xã Tri Phương, kết hợp với đại đội 5 của tiểu đoàn 5 chiến đấu tại khu vực bản Kéo Tàu, bảo vệ cho trở thủ Trung Hoàn ở khu vực bản số 3, xã Tri Phương. Ngày 20-21 tháng 2 năm 1979, chiến đấu trong khu vực Bản Trang, Đồng Phọt, thị trấn Tân Khê, chặn hướng tiến công của địch từ đèo Bông Lau, Tân Khê xuống khu vực thị trấn Tân Khê, đánh địch không cho chúng phát triển về phía nam của sông Tỳ Cùng, tức là sông Tân Khê. Trong giai đoạn này, thành tích của đại đội 9 đã được ghi đầy đủ chi tiết trong bản báo cáo lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung đoàn 19 vào tháng 10 năm 1988. Thưa các đồng chí, đầu năm 1984, tiểu đoàn 6 được đảm nhiệm phòng ngự chiến lược chủ yếu của Trung đoàn thuộc hai xã Tri Phương và Quốc Khánh, bố trí đại đội 10 phòng ngự ở điểm cao 505, đại đội 11 phòng ngự ở điểm cao Bò Mã, Bò Chả, đại đội 9 phòng ngự ở khu vực Độc Cô Tùng, đại đội 12 Hỏa Nơn ở tây nam của điểm cao 505. Trong đó, đại đội 40-40 có một trung đội đồng binh cùng với hai phòng đội 482 của đại đội 12 có nhiệm vụ cảnh giới, quan sát, đánh địch từ xa, tạo điều kiện Trung đoàn bước vào chiến đấu, bố trí ở khu vực điểm cao 636. Ngày 5 tháng 4 năm 1984, pháo binh của địch đã đồng loạt bắn vào điểm cao 636, điểm cao 80, trận địa tối tăm 2 ở 636 của đại đội 12 đã đánh trả kịp thời, có hiệu quả. Ngày 1 tháng 5 năm 1984, lực lượng trinh sát của Trung đoàn phát hiện trên điểm cao 660 có địch chiếm đóng, lực lượng thả vào đại đội tăng cường. 17 giờ ngày 2 tháng 5 năm 1984, Trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 6 tổ chức chiến công đánh chiếm lấy lại điểm cao 60. Trong ngày 2 và dạng sáng ngày 3 năm 84, tiểu đoàn làm công tác tổ chức cho phải lên chiến đấu. Sáng ngày 3 tháng 5 năm 1984, thực hành chiến đấu theo phương án tác chiến của Trung đoàn. Đại đội 49 đảm nhiệm chiến công trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn từ mỏm 4 phía nam của 636 đánh xuống phía bắc của 660. Đại đội 11 chiến công trên hướng thứ yếu, đảm nhiệm chiến công trên hướng thứ yếu của tiểu đoàn, triển khai ở khu vực nắng cao kèn, tức nắng 30, đánh lên điểm cao 660. Đại đội 10 là lực lượng dự bị sẵn sàng bước vào chiến đấu khi có lệnh. Quá trình thực hành chiến đấu, đại đội 9 phát triển tốt, có bộ phận đã vượt qua được tổ cảnh giới của địch, đánh chiếm được chiến hào tiền nguyên của địch. Trên hướng đại đội 11, do địa hình phức tạp, dốc đứng, trời mưa to, trong đó đồng chí Nguyễn Chí Lệ, đại đội trưởng, bị thương, kết hợp với hỏa lực của địch bắn ra bắn nhiệt. Lúc này, mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng cho bộ đội ngư quân chuyển vào thế phòng ngự, ngăn chặn quân địch không để chúng phát triển đánh chiếm các mục tiêu tiếp theo. Vào thời điểm này, tiểu đoàn sử dụng đại đội 11 bố trí chốt chặn ở mỏm 4 của phía nam điểm cao 636, đại đội 9 chốt chặn tại bình độ 200 từ đập Công Thao kéo vào khu vực Đập Tắc Bèo.
Tam Điệp. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1984, trận địa cuối tháng 2 của đại đội 12 ở điểm cao 66, bắn cháy một chiếc máy ủi, máy xúc và tiêu diệt một số tên địch khi chúng đang mở đường cách ngõ 30 tức Cáp Kèn khoảng 400m. Ngày 9 tháng 5 năm 1984, tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội 9 cơ động bước vào chiến đấu khi hỏa lực pháo binh xuống cuối của sư đoàn trung đoàn đánh phá vào các điểm cao 620, quân địch bị thiệt hại đã rút khỏi điểm cao 620. Tiểu đoàn ra lệnh cho đại đội 9 nhanh chóng vào chiếm lĩnh trận địa tại điểm cao 620. Đó là những kết quả chiến đấu của đại đội 9 trong thời kỳ tháng 2 năm 1979 và tháng 5 năm 1984. Thưa các đồng chí, hội viên cựu chiến binh của đại đội 9 qua các thời kỳ cho đến nay được trên 40 đồng chí tham gia sinh hoạt. Hàng năm các đồng chí thường xuyên tổ chức gặp mặt và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội như thăm hỏi, động viên anh em trong lúc ốm đau, đến với nhau chia sẻ nỗi buồn khi cha mẹ về già, giúp đỡ nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên quê hương của mình. Xong, tôi cũng mong muốn rằng các đồng chí luôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như chấp hành tốt mọi quy định của địa phương. Nếu đồng chí nào được tham gia công tác ở địa phương, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là các đồng chí cùng với hội viên cựu chiến binh của chi hội của địa phương xây dựng chi hội ngày càng vững mạnh, toàn diện, làm nòng cốt trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, xứng đáng với truyền thống cao đẹp của đại đội 9 trong những năm tháng chiến đấu xây dựng bảo vệ tổ quốc ở biên giới huyện Trần Định, tỉnh Lạng Sơn. Cuối cùng, một lần nữa xin được kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng anh em cựu chiến binh đại đội 9 mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thành đạt trên mọi lĩnh vực công tác của mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí thượng tá Nguyễn Đình Đồng, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 đã có đôi lời phát biểu. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng đồng chí Nguyễn Xuân Chức, nguyên chính trị viên đại đội 9 lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí đại tá Phạm Hồng Sơn, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 37, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh của sư đoàn. Kính thưa các đồng chí nguyên là sĩ quan, cán bộ chiến sĩ của đại đội 9 qua các thời kỳ. Kính thưa các đồng chí thay mặt cho cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân của xã Phương Liễu, khu phố Giang Liễu. Hôm nay chúng tôi là cựu chiến binh của trung đoàn 199 khu vực huyện Yên Phong. Năm nay chúng tôi đến được khoảng gần chục đồng chí. Khi nhận được lời mời của đồng chí Nguyễn Đình Quỳnh, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh đại đội 9, từ buổi sáng giờ thì nghe là chương trình thì tôi hoàn toàn đồng tình rồi. Thấy báo cáo chung, cái ý kiến phát biểu của thủ trưởng Phạm Hồng Sơn, của đồng chí Nguyễn Đình Đồng và đại diện cho ở địa phương. Riêng tôi ấy, thì bây giờ thì thời gian không còn bao nhiêu cả, cho nên cố gắng là chắc là chỉ còn 107 phút trở lại thôi. Tôi chỉ xin nói là này, tôi là người có mặt đầu tiên khi thành lập Trung đoàn 199. Cho nên là và quá trình xây dựng chiến đấu ở Trung đoàn 199 là được 5 năm. Từ năm 1978 đến năm hết năm 1982. Thế năm 83 là tôi được điều động về trưởng ban tổ chức sư đoàn 37. Thế là có 5 năm. Thế thì bây giờ như thế này, thưa với các vị đại biểu,
chính thức tôi không phải là chính trị viên đại hội chính. Nhưng khi chiến đấu 17 tháng 2 năm 79 ấy, thì tiểu đoàn trưởng là Chu Thiết Cục, chính trị viên tiểu đoàn là Triệu Hồng Niêm điều động tôi tăng cường cho đại hội chính, trực tiếp làm chính trị viên đại đội cùng với đồng chí đại trưởng ban chủ tịch. Thế thì báo cáo với các đồng chí là 17 tháng 2 năm 79 ấy, là có thể nói là toàn bộ tuyến biên giới, tôi nói là khu vực Tràng Định trước kia đấy, có thể nói là địch nó bắn pháo từ 4 rưỡi sáng cho đến 6 giờ, một tiếng rưỡi đồng hồ liên tục. Là sau đó là 6 giờ sáng là chúng bộ binh nên là tiến công lên các cao điểm 820 và 636. Thì lúc này là toàn bộ tiểu đoàn 1 và sau này là tiểu đoàn 4 ấy, là làm nhiệm vụ đảm nhiệm là 820 và 636. Còn đại đội 9 tiểu đoàn 3 đấy, sau này tiểu đoàn 6 là ở ngoài, là ngoài Chấp Thêm. Đấy. Thế thì ngày 17 tháng 2 năm 79 đồng loạt ra nổ súng rồi. Thì đến 18 tháng 2 năm 1979 thì tôi được điều động trực tiếp về tăng cường với đại đội 9 làm tiểu đoàn, làm chính trị viên tiểu đoàn. À, đại đội. Như thế là chúng tôi chiến đấu từ 18 cho đến ngày 21. 18 thì là mỗi ngày chiến đấu 2 trận, cứ từ trận Chi Phương Quốc Khánh là đi ra đến cánh đồng Thực Khê. Như nãy đồng chí trưởng ban liên lạc của đại đội 9 đã nói rồi, tôi không nói lại nữa. Nhưng mà có thể nói là trận chiến đấu ngày 21 tháng 2 năm 1979 tại làng Đồng Cọt, Bản Trang, thì xin nói là chúng tôi từ trong Chi Phương Quốc Khánh ra là địch đã phát hiện, ra đến đầu cánh đồng Thất Khê thì địch đã phát hiện, là chúng tôi phải lội suối đi theo cái suối ở có lán công nhân mà sau này các đồng chí lên tiếp chính nhất đấy, thì cứ lội suối theo về đến làng Đồng Cọt thì bắt đầu là địch ba mũi nó lục xuống tiến công tôi đấy. Thì như thế là chúng tôi đánh nhau từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Mà hướng của tôi là ở hướng chủ yếu, tôi và đồng chí Khoa, người ở Thái Bình, Trung đội trưởng, và một đồng chí tiểu đội trưởng nữa, ba anh em tôi ở hướng chính diện, địch từ Bản Trang đánh sang. Thế mà cứ vào thì có thể nói buổi sáng vào 2 lần, buổi chiều lại tiến công 2 lần, thì chúng tôi đều đánh bật ra. Và khi mà lổ súng nó bị thương nó kêu ác lắm, thằng tàu nó kêu ác rồi là nó ra, cứ sau một thời gian lại tiến công vào. Thế thì cái trận chiến đấu này, xin thưa với các vị đại biểu là sau khi tổng kết chiến tranh thì đại đội 9 được tặng huy huân chương chiến công hạng 3. Các bạn có đồng ý thế? Đấy là tôi xin nói, nhắc lại cái trận chiến đấu này là như thế. Và bản thân tôi là chỉ ở đại đội 9 được có 1 tháng thôi, chứ không phải là biên chế của đại đội 9. Sau này là bổ nhiệm tôi là phó chỉ tiểu đoàn 6 thì ở cái đập cái quân. Để xong rồi tôi lại về lên trợ lý tổ chức trung đoàn. Đến năm 83 thì là về trưởng ban tổ chức sư đoàn, phòng chính sư đoàn. Thì cái trận chiến đấu mà lúc nãy đồng chí Quỳnh nêu ấy và đồng chí Động nêu ấy, là tôi làm trưởng ban tổ chức sư đoàn ở phòng chính sư đoàn, tôi nắm rất chắc. Phòng chính là nắm rất chắc cái trận chiến đấu của đại đội 9 là 620 đội nhóm kẹt. Thì về nói phòng chính trị là chúng tôi là nắm rất chắc, là lúc này khả năng là thủ trưởng Phạm Ngọc Sơn đang đi học viện cao cấp thì phải. Để lúc năm 84 thì sư đoàn ở cái trại rau đấy, trại rồng đấy, ở bên kia Bản Chu đấy, thì lúc này tôi nhớ là thủ trưởng Phạm Ngọc Sơn là đi học viện cao cấp từ Bộ Quốc phòng. Khả năng là thủ trưởng Sơn có khi phải về năm 86 gì đấy, 85, 86 là về. Thì lúc bây giờ tôi còn nhớ là về sau đến phòng chính trị ban tổ chức tôi thăm chơi mà, thì đấy là tôi xin là tôi không nhắc lại cái trận chiến đấu nữa, nhưng mà cũng xin phép là được nói như thế. Cái điểm thứ hai là tôi muốn nói là cựu chiến binh trung đoàn 99 khu vực Yên Phong, chúng tôi cũng đã thành lập ban liên lạc cách đây 10 năm rồi. Cứ mỗi 1 năm chúng tôi họp mặt nhau 1 lần ở một xã,
cứ các xã đăng cai, chúng tôi làm tại ủy ban nhân xã được 10 năm rồi. Số lượng hội viên cựu chiến binh của chúng tôi là có khoảng 120 người, tức là đã tham gia được khoảng 120 người. Hàng năm cứ đến vào tháng 11 hàng năm thì hội cựu chiến binh trung đoàn 199 tổ chức họp mặt nhau một lần. Thưa với các đồng chí là cựu chiến binh về đời thường thì chủ yếu là gặp gỡ nhau để giao lưu tình cảm, trao đổi về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, rồi thì là giúp đỡ nhau là nhắc nhở nhau và phát huy bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ trong những năm cuối đời còn lại. Và đặc biệt là hội cựu chiến binh trung đoàn 199 chúng tôi rất là gắn bó tình cảm. Ví dụ như hội viên là cưới con thì có thể nói là mời ấy là khoảng 10 năm 20 bậc. Thế còn tức là việc vui thì đến chúc mừng. Việc buồn ví dụ hội viên như là qua đời, không may bệnh tật hiểm nghèo thì hội chúng tôi tập trung anh em đến là thăm hỏi, chia buồn. Có thể nói là việc này chúng tôi làm rất là tận tình chu đạo đối với hội cựu chiến binh trung đoàn 199 khu vực Yên Phong. Thì hôm nay cũng thông báo là hàng năm cứ đến tháng 11 ai là cán bộ chiến sĩ của trung đoàn 199 qua các thời kỳ có điều kiện thì về dự họp mặt thì chiến binh trung đoàn 199 với chúng tôi. Vì ở đây là có đồng chí Sáu ở Tiên Du này, thế một số đồng chí ở thành phố Bắc Ninh, một số đồng chí ở thành phố Từ Sơn, hàng năm cũng đều về họp mặt cùng với chúng tôi. Phải nói là anh em sống với nhau rất là gắn bó tình cảm thì thôi cuối đời còn lại rồi. Thế thì hôm nay là về dự buổi lễ kỷ niệm 40 năm trận chiến đấu đội 620 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, được các đồng chí giới thiệu phát biểu thì tôi cũng xin phép là có một vài ý kiến. Thế cuối cùng là xin kính chúc sức khỏe tất cả các vị đại biểu, chúc lễ kỷ niệm của chúng ta là thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thực hiện chương trình lễ kỷ niệm 40 năm năm qua hai trận đánh điểm cao 620 của đại đội 9. Anh em đại đội 9 được ôn lại kỷ niệm ký ức của một thời đàn bom vô cùng oanh liệt và được đồng chí nguyên sư đoàn trưởng phát biểu chào mừng. Và chúng ta hồi tưởng lại lịch sử vẻ vang của nhân dân. Và chúng ta đã được lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Dương, bí thư chi bộ khu phố Giang Liễu, thay mặt địa phương chúc mừng anh chị em đại đội 9 cùng nhau tâm sự, phát biểu và làm rõ hơn thời chiến tranh. Để tiếp theo chương trình, xin mời đồng chí Nguyễn Đình Quỳnh sẽ lên có đôi lời phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí đại tá Phạm Ngọc Sơn, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 347, nguyên phó tham mưu trưởng quân khu 1, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 347. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thay mặt cấp ủy đảng chính quyền của các cơ quan khu phố Đăng Liễu, phường Phương Liễu, kính thưa các thủ trưởng các cấp trung đoàn 199, tiểu đoàn 6, đại đội 9 qua các thời kỳ từ năm 1978 đến năm 1990. Kính thưa các đại biểu, các hội nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh sư đoàn 347 khu vực thị xã Quế Võ, hội cựu chiến binh trung đoàn 751 thành phố Bắc Ninh, hội cựu chiến binh trung đoàn 199 khu vực Yên Phong. Kính thưa toàn thể các đồng chí cựu chiến binh đại đội 9, hội nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh đại đội 9 rất vui mừng trong ngày họp mặt hôm nay. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 347, nguyên phó tham mưu trưởng quân khu 1, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh đến dự. Đồng thời đồng chí phát biểu chỉ đạo sự hoạt động của hội chúng ta trong những năm tới. Hội nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh đại đội 9 chúng ta nghĩ rằng đây là sự quan tâm đặc biệt của người chỉ huy năm xưa với những người lính đại đội 9 đã về đời thường, là sự ưu ái vẫn với
nghĩa tình như những năm tháng còn trong quân ngũ. Xin chân thành cảm ơn đồng chí. Hội chúng ta được đón các đồng chí lãnh đạo thay mặt đảng, chính quyền và các cơ quan khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu đến dự phát biểu chúc mừng. Chúng tôi ý thức rằng đây là sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo địa phương với những người lính đại đội 9 thời hậu chiến. Hội nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh đại đội 9 trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu. Hội chúng ta được đón các thủ trưởng đại diện các cấp trung đoàn 199, tiểu đoàn 6, đại đội 9 cũng như các đồng chí cựu chiến binh đại đội 9 còn đang công tác ở các cơ quan trên khắp cả đất nước đến dự. Các đồng chí đã dành cho hội nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh đại đội 9 những tình cảm chân thành của những người lính cùng chung chiến hào một thời chiến đấu. Xây dựng trưởng thành của đại đội 9, xin cảm ơn các đồng chí. Kính thưa toàn thể các thủ trưởng cùng các quý đại biểu, sự thành công của buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm đại đội 9 đánh tiến công điểm cao 620 đồi Kéo Kèn hôm nay có sự giúp đỡ tài trợ của các thủ trưởng các cấp và các mạnh thường quân đại đội 9. Một, đồng chí Nguyễn Đình Tập, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 thời kỳ 1984-1996. Hai, đồng chí Đoàn Triều Tình, nguyên đại đội trưởng đại đội 9. Ba, đồng chí Nguyễn Đình Quỳnh, trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh số 9. Bốn, đồng chí Đoàn Đình Thành, phó trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh số 9. Năm, đồng chí Phan Nguyên Thắng, phó trưởng ban hội cựu chiến binh số 9. Sáu, đồng chí Phạm Hồng Hải, cựu chiến binh hội số 9. Bảy, đồng chí Nguyễn Nhân Viện, tiểu đoàn 6 thời kỳ 1978-1983. Đặc biệt là sự nhiệt tình giúp đỡ của chủ nhà hàng Thăng Long Quán, cựu chiến binh Nguyễn Đình Quỳnh, trưởng ban liên lạc hội nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh đại đội 9 đã rất cố gắng tạo mọi điều kiện cho buổi họp mặt đầy ý nghĩa của hội chúng ta. Thay mặt ban liên lạc toàn thể các cựu chiến binh đại đội 9, xin chân thành cảm ơn các thủ trưởng, cảm ơn các mạnh thường quân đã tài trợ cho chương trình gặp mặt hôm nay. Xin cảm ơn đến toàn thể các anh chị em trong hội đội văn nghệ hội cựu chiến binh khu phố Giang Liễu, phường Phương Liễu, Cô Giàng đã nhiệt tình phục vụ cho buổi họp mặt, được thưởng thức những bài ca điệu múa năm tháng không quên và những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh thướt tha lòng người. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Lê Khang, phóng viên báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến quay phim ghi hình và đưa tin bài phục vụ chương trình. Kính thưa các đại biểu và toàn thể các cựu chiến binh đại đội 9, sau một thời gian làm việc, buổi họp mặt nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh đại đội 9 kỷ niệm 40 năm đánh tiến công điểm cao 620 đồi Kéo Kèn đã hoàn thành theo chương trình và đến đây là kết thúc. Một lần nữa, thay mặt ban liên lạc đại đội 9, chúng tôi chân thành cảm ơn các đại biểu, các thủ trưởng, các nhà tài trợ chính. Xin kính chúc các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong công việc. Ban liên lạc hội nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh đại đội 9 kính mời các thủ trưởng cùng toàn thể quý đại biểu, các cựu chiến binh đại đội 9 dự bữa cơm thân mật. Xin kính mời và tạm biệt.